Từ thành thăng duyên, gieo năm vọt trọn nguồn sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân cầu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào, đức lành từ dung. Bhagavati sabbamangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha anubhavena sada sati bhavantu te. Bhagavati sabbamangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anubhavena sada sati bhavantu te. Bhagavati sabbamangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anubhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phú căn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ, lành thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính thánh lễ ngài hòa thượng Nhất Đẳng cùng chư tôn đức sa thú, kính cảm ơn cô Như Pháp và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Tên tề tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính cảm ơn cô Huệ Ngọc. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ ngoài Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ 1 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Còn Metabanya, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân tất cả đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay, môn học Phật pháp cơ bản phần 2, Phật pháp bài 30, chủ đề Hòa thượng Nhất Đẳng biên soạn và giảng dạy. Mở đầu chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Nhất Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính lên đại chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay ở tại Hoa Kỳ là ngày hiền mẫu Mother's Day. Chúng tôi xin được thay lời cho chư tăng, chư giảng sư trong lớp học để cầu chúc tất cả quý Phật tử có được một ngày hiền mẫu trong cái tâm tư thường niệm tưởng ơn đức sâu dày của bậc cha mẹ, và đồng thời chúng ta cũng ghi nhớ lời Phật dạy về ơn đức khôn cùng của cha mẹ và những gì người con nên làm đối với đấng sinh thành. Cho dù ngày hiền mẫu là ngày của văn hóa, không phải tất cả trên thế giới đều tổ chức như vậy, nhưng mà đó là một ngày đẹp và tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ được. Hầu như là những quốc gia Phật giáo thì cũng có những ngày dành cho cha mẹ chung, không có ngày riêng như ngày hiền phụ, hiền mẫu như tại Hoa Kỳ. Nhưng mà dù thế nào thì chúng ta cũng một lần nữa nhắc lại
là đối với cha mẹ thì ở hoàn cảnh nào mình có thể cảm nhận, có thể thể hiện được cái sự cảm kích của chúng ta đối với cha với mẹ thì đều là những dịp rất quý. Thế vì hôm nay chúng ta tiếp tục lớp Phật pháp cơ bản với bài nói chuyện bước qua phần thứ ba của tứ đế, tức là vị đế sự thật về sự khổ. Bây giờ thì mời quý vị nghe phần chính kinh, nghe phần bài viết và sau đó chúng tôi sẽ trở lại. Thật ra thì hôm nay tất cả chư vị giảng sư đều đi dự lễ ở xa, có thể là không có ai, không có vị nào đàm luận ở trong tham gia thảo luận ở trong lớp Phật pháp. Có lẽ là chúng tôi sẽ giảng hết 2 tiếng đồng hồ, cũng như thứ gì trong thắng pháp đó, có một cái bài mà hòa thượng Tỳ Trư giảng về niết bàn. Thì trước khi bài học về đường đẳng, chúng tôi có viết một cái bài là chung quanh sự tìm hiểu về niết bàn đó. Và chúng tôi cũng lấy một phần lớn của bài học đó để cho vào trong cái lớp học ngày hôm nay, bởi vì chúng ta nói đến đế và nói đến niết bàn. Đây là một đề tài rất là tế nhị, và vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua cái sự cân nhắc về niết bàn được đề cập đến ở trong kinh điển Pali như thế nào. Bây giờ thì nhờ cô Mr. Banya Quang Hỷ đọc cho bài học và chúng ta sẽ trở lại trong đi lát. Cho tôi lần thầy, chúng con thành kính chưa ở một trường giác đẳng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay phần 2, Phật pháp triệt đế. Triệt đế là sự chấm dứt đau khổ, được Đức Phật chỉ rõ là sự tận diệt hoàn toàn căn nguyên của khổ đau, như được ghi lại trong kinh Chuyển Pháp Luân, Tương Ưng Bộ. Đi đăng khô panna phi kha về đúc khá nít rô thằng ariya sát chẳng dô tát sa dê vát tăng hạ dạ á xê sa vi ra gá nít rô thô cha gô bà tít nít sắc gô mức thị á nà lạ dù. Này các thị khâu, đây là triệt đế về diệt khổ, đoạn tận không còn dư y, tăng hà giác xề sắc, thị trà, cơ địa đồ thù, buông xả, trà gồ, từ bỏ, bà tiên lý sắc gồ, giải thoát, mất tí, ô nhiễm, anh là lợi dụ, đối với các cái. Diệt đế đồng nghĩa với niết bàn, trên cả hai phương diện ngữ và nghĩa. Thì đây là điểm vô cùng tế nhị mà một người học Phật pháp cần cẩn trọng. Có thể nói, ngôn ngữ diễn tả chỉ có thể giúp để hiểu một cách tương đối. Tính học hỏi khách quan và nghiêm túc hết sức cần thiết để nói về điều này. Niết bàn, niết bà ná là cố gắng của người tu Phật. Có rất nhiều cái nhìn dị biệt về niết bàn, đặc biệt là dựa theo quan điểm tông phái, có thể nói là thà không bàn tới hơn là đưa ra một lập luận sai lạc rồi dẫn đến sự nhận thức sai lạc. Nên bắt đầu tìm hiểu niết bàn bằng sự khiêm tốn thành thực, thừa nhận giới hạn của sự hiểu biết. Chúng ta thường nghĩ rằng với lý luận và ngôn ngữ thì có thể hiểu biết mọi thứ đều được diễn tả đầy đủ. Sự thật thì có những điều không thể nói bằng ngôn từ. Trong kinh Xuất Phát Xuất Tá Trung Bộ, Đức Phật có đưa ra thí dụ về một người khiếm thị bẩm sinh. Vì chưa bao giờ thấy được màu sắc, nên nếu có ai dùng lời nói để mô tả sự khác biệt giữa các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, thì càng nói càng khiến hiểu sai. Tương tự như vậy, đối với phàm nhân,
chưa tự thân chứng ngộ giải thoát, thì sự mô tả về Niết Bàn rất dễ dẫn đến ngộ nhận. Hiểu Niết Bàn qua vị thế nhận thức trong Tăng Chi Bộ phần 5 Pháp, Đức Phật dạy về sự liệu chứng Niết Bàn với góc nhìn như sau. Tự thân chứng ngộ vượt ngoài thời gian đến để thấy tọa ngộ từ nội tại, được cảm nhận bởi các bậc trí. Và hiểu rõ năm điều này mới thấy được tại sao rất khó đối với người không thực tu, thực chứng, có thể thấu đạt được Niết Bàn là gì. Hiểu Niết Bàn qua trạng thái đối lập là Dukkha. Dukkha thường được dịch là đau khổ, nhưng hàm nghĩa rất rộng. Đó là cái gì? Bất toàn, khó chịu, rộng không? Bản chất của Dukkha là lẫn quẩn. Samsara Vata, không lối thoát. Không thể hiểu Niết Bàn nếu không thực sự hiểu Dukkha. Dukkha là cái gì gần gũi, dễ thấy, dễ biết, nhưng không có nghĩa là phần đông có thể hiểu được. Ví dụ như bầy gà được cho ăn thì vui mừng, nhưng không hiểu được thân phận là người ta nuôi để làm thịt. Hiểu Niết Bàn qua từ ngữ phủ định. Một cách để nói về Niết Bàn là dùng cách nói phủ định, ví dụ như ái tận, diệt khổ, vô vi, vô sanh bất tử, v.v. Hiểu Niết Bàn qua từ ngữ đồng nghĩa tương đối. Mặc dù không có từ ngữ nào tương đồng tuyệt đối, nhưng cũng có thể dùng một nghĩa tương tự để mô tả, thí dụ như Santa an tịnh, Panita cao thượng, xuất thị thanh tịnh, Bảo khê mắt an ổn. Tất nhiên phải dùng đúng với ngữ cảnh. Hiểu Niết Bàn qua dụ ngôn. Một cách mà Đức Phật rất thường dùng để giải thích những điều khó hiểu là dùng dụ ngôn. Nói về Niết Bàn thì có nhiều hình ảnh để minh họa. Như một vị A-la-hán, như con bò đầu đàn dẫn cả bầy bò qua sông an toàn, hay một người vượt qua trùng dương phong bão độc tố đến được bờ biển an ổn, hay sự chấm dứt sinh tử như ngọn lửa không tiếp tục cháy, thì cả nhiên liệu là cảnh giới an ổn, là hòn đảo giữa biển cả. Một số từ ngữ mô tả về Niết Bàn tìm thấy trong kinh điển: Akhanha, Asukha, bất nhị, Akata, vô vi, Akinchana, vô u, Akuto, Phaya, vô sở úy, Akchuta, bất động, Acharya, tuyệt luôn, Achara, Achachara, không lão hóa, Achata, không sanh, Anatta, không dao động, Ananta, không hạn cuộc, Anadana, không chấp thủ, Anapara, cao tổ, Analaya, vô cầu, Anasava, vô u, Anidasana, vô tướng, Anitika, không khổ nạn, Anuttara, vô thường, Apalokita, không hủy hoại, Aphaya, khôn, nguy hiểm, Aphuta, chưa từng có, Abhyati, vô bệnh, Abhyapachcha, không bị bức bách, Aphuta, không cấu thành, Amata, bất tử, Amosa, thamma, không hư hoại, Asankhitta, vô nhiễm, Asankuppa, bất động, Asankata, vô vi, Asanhira, không chuyển dịch, Asoka, vô u, Arogya, vô bệnh, Isariya, tự tại, Khema, an ổn, Tanghakya, ái tận, Tana, bảo vệ, Vipa, hải đảo, nơi nương tựa, Dukkhakya, diệt khổ, Udassa, khó thấy, Dukkha, bền vững, Nipuna, vị tế, Nipapancha, chí thiện, Nipana, tận diệt phiền não và đau khổ, Niputti, thanh lương, Nirodha, diệt đế, Panita, cao thượng,
Paramattha, lợi lạc tối thượng. Paramachacca, chân lý tối hậu. Para, tị ngạn. Mutti, khai phóng. Mokkha, cứu rỗi. Yoyakkhema, thoát ly khổ. Lê á, cảnh giới an toàn. Vimutti, giải thoát. Vimokkha, vượt thoát. Viraja, vô lậu. Viraga, ly tham. Visuddhi, thuần tịnh. Sakcha, chân lý. Santa, an tịnh. Santi, tịnh mặc. Sarana, nơi nương tựa. Viva, vô thượng an ổn. Suddhi, tinh khiết. Suddhodassa, không dễ để thấy. Khi phải nói về Niết Bàn, Đức Phật đã nói thế nào? Trong kinh ghi lại, có những lần Đức Phật dạy về Niết Bàn một cách trực tiếp qua pháp thoại. Dưới đây là một số trích dẫn. Trong Udana, tiểu này chư tỳ kheo, có cảnh giới không có địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, không có, không vô biên, thức vô biên, không sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng, không có đời này, không có đời sau, không có nhật, nguyệt. Như Lai không nói cảnh giới đó có đến, đi, sanh, diệt, chính là sự diệt khổ. Quả thật, Niết Bàn không dễ thấy biết khi còn vô minh và ái chấp sanh hữu. Chỉ có nội tâm đoạn tận vô minh và ái mới có thể thực sự luyện ngộ. Này chư tỳ kheo, có cái không sanh, Achata, không trở thành, Aphuta, không tạo, Akata, không bị tạo, Asankara, chính là sự giải thoát cái bị sanh, bị già, vi. Còn lệ thuộc là còn dao động, không lệ thuộc thì không dao động, không dao động thì tịch tịnh, không thiên chấp, không đến, không đi, không đến, không đi thì không sanh, không diệt, không sanh, không diệt thì không đời này, không đời sau, đó là sự chấm dứt hoàn toàn hỗn ổn. Biên soạn Tỳ Khưu Giác Đẳng. Dạ vâng, trước đây, trước khi bắt đầu thời thuyết giảng hôm nay, chúng con kính mời quý đạo tràng lắng tâm thanh tịnh nghe kệ Thịnh Pháp Chương. Hàng thiện tinh mãi mê trường cằn, nghiêm bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rằng ràng, nào phiền cơn buồn sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người đường hồng, nghe pháp nhiều như phần ngợi khang. Phương sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyên giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thần, ngưỡng mong chân pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhâm đạo lành Như Lai. Dạ vâng, giờ đây đạo tràng chúng con đã thanh tịnh và chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đại lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở trong tứ đế thì khổ đế là cái gì tương đối gần gũi với cuộc sống mà chúng ta có thể cảm nhận được bên ngoài. Ví dụ như mình nói là khổ về vô thường, sanh diệt,
Thì cho dù chúng ta không thấy được cái vi tế của sanh diệt thì chúng ta cũng có phần nào thấy được cái khổ của già, của chết, của những cái biến đổi đời sống hàng ngày. Nói về thập đế thì chúng ta nói về khác ái. Có thể là chúng ta không có hiểu rõ sâu xa của khác ái liên đến vòng luân hồi. Nhưng mà những khao khát trong đời sống của chúng ta thì cũng có thể nào hình dung được. Vì nói về diệt đế, sự chấm dứt khổ, thì thưa quý vị, hầu hết chỉ có thể hình dung được phần nửa câu chuyện. Phần nửa câu chuyện ở đây là sự chấm dứt khổ. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ tự hỏi là sau khi khổ chấm dứt thì là cái gì? Thì đó là một câu không dễ trả lời. Điều này thưa quý vị có thể được tạm thí dụ như là Đức Phật Ngài có đề cập đến ở trong một bài kinh. Hồi nãy quý vị có nghe đó, là một người khiếm thị bẩm sinh, khi sinh ra đã mù, chưa bao giờ biết được các cái màu sắc sai biệt, màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Và với một người mù như vậy, mà có ai dùng ngôn ngữ để mình diễn tả sự khác biệt của các màu, màu hoa cà với màu tím khác như thế nào, màu tím của lavender khác với màu tím của hoa bưởi giờ thế nào, thì thật sự là vô phương, không có cách gì để diễn tả sự khác biệt. Chỉ khi nào mà chúng ta tận mắt thấy thì chúng ta mới hiểu được. Ở đâu có giới hạn? Thì ở đây, trước nhất là chúng ta chỉ có thể hiểu được sự diệt khổ bằng cái khái niệm nguyên nguyên mà Đức Phật Ngài dạy trong kinh Diệu Pháp luôn. Đây là sự thật về khổ, đây là sự thật về nhân sanh khổ, đây là sự thật về sự diệt khổ, và đây là sự thật về con đường dẫn đến diệt khổ. Và như vậy Ngài trọn cả bài pháp Diệu Pháp luôn, Ngài không dùng chữ Niết Bàn, mà Ngài chỉ dùng cái chữ gọi là sự diệt khổ. Diệt khổ ở đây lại được Đức Thế Tôn Ngài đi vào một cái chiếc, đó là sự chấm dứt lệ thuộc, sự từ bỏ. Sự vô nhiễm hoàn toàn đối với các hai. Như chúng ta đã hình dung và đã được nói trong tập đế, là một nguyên nhân sâu xa của đau khổ mà ít khi chúng ta nhận ra, đó là tanh ha. Luôn luôn chúng ta mong mỏi cái gì đó, luôn luôn muốn cái gì đó. Người đời thì có cái muốn của người đời, người tu có cái muốn người tu. Đối với kiếp này chúng ta cũng có cái muốn kiếp này, và chúng ta cũng muốn kiếp sau. Kể cả khi mà những điều đó đó, nó đã nằm ngoài những gì mà thật sự lợi ích, mà chúng ta vẫn có cái muốn. Thí dụ như có nhiều người, thưa quý vị, họ muốn là khi họ chết đi
đám tang phải được tổ chức như vậy, cái chủ chung phải là như vậy, cái nơi mà gửi cốt nếu họ quả thiêu phải như vậy, thậm chí cái mộ bia phải thế này, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, thật tình mà nói đó, thì đó chỉ là một cái sự khao khát về tương lai, mà chính đương sự cũng không có hưởng được, không biết được. Nhưng mà ở đó có một cái trạng thái, đó là mong mỏi, rất mong mỏi. Và chúng ta phải hiểu cái sự khao khát đó, đó là nguyên nhân của đau khổ. Nếu chúng ta có thể thức dậy, ngồi yên nhìn hơi thở, thì một chuyện, nhưng mà chúng ta luôn luôn khao khát mong mỏi được rằng mình sẽ ngồi thiền kiểu này, ngồi thiền kiểu kia, đặt cái này chứng cái kia, thì ở trong đó cũng có cái sự khao khát mong mỏi. Sự khao khát mong mỏi này, quý Phật tử thường nghe là như một người gái mà gái hoài không đã ngứa, một người ăn mặn quá, uống nước hoài không đã khát. Và Đức Phật Ngài dạy rằng khi nào chấm dứt sự khao khát đó, thì cái đó gọi là diệt khổ. Thế giới mà chúng ta sống đó là thế giới của bỏ cái này thì nó phải chụp cái kia, không làm cái này thì cũng làm cái kia, không có cái này thì phải có cái kia. Ví dụ như chúng ta học ở trong kinh mà nói về sự đoạn tận các kiết sử, khi bị dục ái không còn ở vị A-na-hàm, thì vị A-na-hàm vẫn còn sắc ái, vô sắc ái, vẫn còn muốn sanh về cõi sắc, còn vùng canh về cõi vô sắc. Điều này gợi nhắc cho chúng ta cái gì? Gợi nhắc cho chúng ta là sự diệt tận các ái đó, nó không có đơn giản để chúng ta lãnh hội. Quý Phật tử nào mà có con nhỏ mà nó không chịu học, mà nó ham chơi, thì bây giờ quý vị sẽ nhận ra rất khó để giải thích cho đứa con hiểu rằng con cứ ham chơi hoài thì con không học được, không học được thì lớn lên con khổ. Nhưng mà trong cái trí óc ngây thơ của đứa bé đó, thì nó học nó mới là một điều khổ. Còn cái chuyện mà vui chơi đó, nó là một cái thú vui. Nó ngược lại, nó khác đi với cái suy nghĩ của đứa nhỏ đó, thì đứa nhỏ nó thấy chẳng những nó khó hiểu mà nó không thích nghe, không muốn nghe được. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài cũng rơi vào trong một cái trường hợp như vậy. Khi Ngài dắt Bồ Đề, chính một ý nghĩ khởi lên trong tâm của Ngài là con đường ly tham, con đường đoạn trừ ái, đoạn trừ khác ái đó, nó thật sự là ngược dòng đời. Nó quá khó để chúng ta, chúng sanh lãnh hội được. Tương tự như quý vị có một người bạn mà cái tính hay mẫn cảm. Mẫn cảm là nặng về cái vui buồn bất thường. Chúng tôi có gặp một vài vị đó, mà khi cái tính dễ vui, dễ buồn, rất là mẫn cảm, thì khó khuyên lắm. Và khó khuyên lúc nào cũng vướng vào rắc rối, lúc nào cũng vướng vào chuyện phiền phức. Không có muốn cái này cũng không muốn cái kia, không có phiền hà người này cũng phiền hà người kia. Lúc lúc là mẫn cảm, cái bệnh muôn thuở. Khi mà mình nói người này là tập bớt nói lại,
tập sống yên lặng một chút, có thì giờ để đi với chính mình, để nằm ngồi với chính mình, để thở với chính mình, thì người này thật ra họ không cảm nhận được điều đó. Tại vì sao? Cái thế giới của vị này đó, cái vui buồn đó, nó là một điều người là lẽ sống. Không có buông cái này, không chụp cái kia thì không thể vui buồn được. Thật ra ở đây thưa quý vị, ngay cả một cái ý nghĩa là chấm dứt khát ái trong đời sống, nó đã khó hiểu rồi, thì đừng nói gì cái xa hơn là niết bàn. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ sư trưởng, mỗi lần kể cái thí dụ này sư trưởng hay cười. Sư trưởng nói là con người mình nó giống như người bị ngứa vậy. Bị ngứa thì nó phiệt, nhưng mà ngứa thì nó cũng có cái thích thú là gãi thì đã ngứa. Và nếu có ai mà đề nghị với chúng ta là họ sẽ trị bệnh ngứa, thì chúng ta hỏi rằng trị bệnh ngứa là đồng ý, nhưng mà rồi sau khi mình hết ngứa rồi thì cái hạnh phúc của cái đã ngứa còn không? Thì nó dĩ nhiên là không còn. Chà, cái đó khó hiểu quá. Nếu hết ngứa mà không còn đã ngứa thì làm sao mà biết được? Thì thưa quý vị, rõ ràng là một cái hệ lụy lớn của hiện tượng đó là sự sanh diệt. Sanh diệt á, dù là vật chất hay dù tâm thức, cho dù ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cho dù là chúng ta sống trong sự bất hạnh hay là sống với hạnh phúc, thì luôn luôn chúng ta trải qua sanh diệt. Mà đối với những sanh diệt thì khổ thì có đó, nhưng mà rất ư là khó khăn để chúng ta sống mà mình nghĩ đến sự dứt khổ là chấm dứt cái dòng sanh diệt. Khó lắm, rất ư là khó. Vì vậy, ở trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta dành một ít thời giờ để nói về niết bàn. Trên phương diện từ ngữ thưa quý vị, thì niết bàn từ cái chữ ni cộng với quá đá, ở trong tiếng Pali gọi là Nibbana, và ở trong tiếng Sanskrit đọc là Nirvana. Ni là không, hết. Vana là rừng rộng, hay là rắc rối, hay là hệ lụy. Nhưng mà chữ Nirvana chỉ cho một trạng thái hoàn toàn không có khổ. Và chúng ta hỏi rằng trạng thái đó là trạng thái gì? Thông thường thì khi người ta đề cập đến trạng thái này thì mô tả là sự chấm dứt của đau khổ, chấm dứt của năm quẩn, mà nó dẫn chúng ta đến một cái ý tưởng là như vậy niết bàn là đoạn diệt, niết bàn là không còn gì hết, không còn gì mình buồn quá. Chúng ta phải trở lại một bài kinh mà chúng ta sẽ học sắp tới ở trong tăng chi bộ, ở trong tương ưng bộ thưa quý vị. Khi một du sĩ ngoại đạo hỏi về câu hỏi là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi mất, thì tôn giả Anuradha nói rằng Đức Phật không có trả lời về câu đó. Sau này tôn giả Anuradha trở về bạch với Đức Phật, thì Đức Phật xác nhận là Ngài không trả lời. Nhưng mà Ngài hỏi tôn giả Anuradha là có tìm Như Lai ở sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì nói là không. Nếu không tìm Như Lai ở sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì không nên nói Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi mất.
mới đi. Sự giác ngộ giải thoát dẫn đến niết bàn. Và niết bàn không phải là đạo quả, thưa quý vị. Đạo quả chỉ là một cái chặng đường dẫn đến niết bàn. Về điểm này nhiều người có một cái phản cảm là thà là mình bị khổ hơn là đạt đến một đích điểm mà mình không còn gì hết. Giống như là mới biết là có những người mà họ sống với cái bản ngã, với sự tự hào, với sự hãnh diện, thậm chí sự kiêu căng. Lúc nào họ chứng tỏ họ được là thế này, họ là thế kia thì họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Rồi có một người vai người đó nói rằng khi nào mà mình không còn cái hãnh diện nữa, không còn kiêu mạn nữa thì mới là hạnh phúc. Thì lúc đó chúng ta khó tưởng tượng. Tại vì sự hạnh phúc của chúng ta nó dựa lên trên một cái quan điểm nhất định là tôi như thế này và tôi phải như thế kia. Và thứ vì chỉ vì cái chuyện mà còn hay mất nó dẫn đến một cái sự phân chia lớn đối với các tông phái Phật giáo. Lớn lắm mà chứ không nhỏ. Quý vị nghe bên Tin Lành với Thiên Chúa hay là bên Chính Thống Giáo Orthodox với Roman Catholic, sự phân hóa với nhau về Đức Mẹ là có đồng trinh hay không đồng trinh, hay là Chúa Ba Ngôi có hay không, vân vân. Nhưng mà điểm còn nhỏ. Ở trong Phật giáo đó, mà một ở trong những sự phân hóa rất lớn là cũng chính do cái quan điểm là có những cái nhận thức khác nhau về cứu cánh giải thoát. Mình tu rồi cuối cùng làm gì? Như chúng tôi đề cập đến quý vị nhiều lần đó, là nếu một người Phật tử mà hiểu Phật Pháp một cách đích thực thì thưa quý vị, người đó sẽ nhận ra rằng giác ngộ giải thoát mặc dù không phải là cái cứu cánh tối hậu, nhưng mà là con cánh cửa mà cứu cánh tối hậu. Và chúng ta nên nguyện là mình sẽ giác ngộ. Giác ngộ để làm gì? Để xóa đi vô minh, để xóa đi các cái dây cột rối. Có giác ngộ thì mới xóa cái cột rối. Và giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái khổ của đông quẩn, giải thoát cái khổ của phiền não, giải thoát cái khổ của sanh diệt. Nhưng ý nghĩa này lớn lắm, rộng lắm. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đã luân hồi rất nhiều từ vô lượng kiếp. Chúng ta đã khổ đau rất nhiều. Nhưng mà chúng ta không có một ý thức trỗi dậy là muốn vượt thoát điều đó, muốn chấm dứt cái khổ đó. Cho chúng tôi, quý vị cho chúng tôi 2 phút, chúng tôi cần cái này chút xíu.
Xin lỗi quý Phật tử có nghe được không? Dạ. Quý Phật tử có nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, lúc này chư vị giảng sư trong lớp bận rộn mà chúng tôi ở đây cũng bận rộn, tức là ngày Chủ nhật có nhiều nhiều công việc nên quý vị hoan hỷ. Hồi trước chúng ta không có cái chuyện bận rộn như lúc sau này, nhưng mà quý biết làm trụ trì ở trong chùa đôi khi có công việc mà phải giải quyết, mình không giải quyết không được thì phải gián đoạn ngang. Bây giờ thì vì lý do mà cái trạng thái Niết Bàn rất là khó diễn tả một cách cụ thể đó, nên thông thường thì chúng ta thấy là Niết Bàn được diễn tả bằng danh từ phủ định. Danh từ phủ định đầu tiên là Nirodha, là sự diệt khổ, là một danh từ phủ định. Hay sự ly tham, Anakkhaya, Anakkhaya tức là ly tham, cũng là một danh từ phủ định. Niết Bàn là vô sanh, bất diệt, cũng là những danh từ phủ định. Những phủ định đó, đó có thể được hiểu như Tôn giả Xá Lợi Phất, khi một du sĩ ngoại đạo hỏi về chữ Niết Bàn là gì, thì Ngài tạm thôi, Ngài tạm nói rằng Niết Bàn nghĩa là không tham, không sân, không si. Thưa quý vị, một cái trạng thái mà chúng ta có để hiểu, để mừng được là hạnh phúc của cái gọi là ly ái hay là vô nhiễm. Chúng tôi nhớ ở trong loài vật đó, có một cái con vật mà chắc ít có người nghe gọi là con lửng mực. Con lửng mực này nó giống như một loài trùng mà lông rất là dày, thưa quý vị. Và nó có một cái đặc biệt đó, là nó có khả năng miễn nhiễm đối với tất cả các độc, nhất là độc của con rắn. Cái con lửng mực này nó có cái khả năng là nó có thể đánh nhau với những cái loại rắn rất độc, rắn bập mâm ba chẳng hạn. Và cho dù nó bị cắn thì có thể nằm ở trong một vài giờ nhưng mà nó không chết. Nhưng mà thường rất khó cắn đó, tại vì ngoài cái móng vuốt của nó thì nó còn có cái bộ lông. Và trong máu của nó lại bị độc nữa. Thì nếu chúng ta hình dung á, là mống mực mà nó có một cái khả năng miễn nhiễm do nó độc vừa cắn không có tác hại đến nó thì thật là tuyệt vời, nó không sợ rắn độc. Hay hoặc giả là chúng ta chỉ mường tượng đến lá sen, cái lá sen nước chế lên thì nó không làm lá sen ướt được, tại vì nó không có bị dính mặt. Thì tương tự như vậy, đối với một người mà đã diệt cần ái, không còn vướng mắc nữa, thì họ sẽ đạt đến một cái niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của không có bị ràng buộc, không bị cột trói. Quý Phật tử chờ chúng tôi chút xíu. Thưa quý vị, trong rất nhiều bài kinh đó, thì Đức Phật Ngài có cố gắng dùng một số cái cách diễn tả mà để tránh chúng ta có cái sự hiểu lầm, có sự hiểu lầm. Do đó Ngài dùng danh từ phủ định. Thí dụ như trong những danh từ gọi Niết Bàn, có danh từ gọi là Bare. Bare chúng ta chỉ là bí ngạn. Bí ngạn là bờ bên kia. Thì thật ra cái ý nghĩa chữ bí ngạn đó là một sự đối lập lại với sự đau khổ. Khổ và sự vượt diệt khổ. Sự diệt khổ là đến bờ bên kia. Nhưng mà chúng ta hỏi bờ bên kia là bờ gì? Cái gì có bên kia?
thì điều đó không diễn tả bên kia, chỉ nói là bờ bên kia, thì có nghĩa là không phải bờ bên ngày này. Tại người Trung Hoa họ dịch cái câu rất là hay, họ dịch là biển ngàn. Nên trong cuộc sống này đó, chúng ta nên hiểu là niềm hạnh phúc, mà hạnh phúc đúng nghĩa là nó không bị khổ. Và cái không bị khổ đó có thể hiểu xa hơn một chút, là càng ít vướng mắc thì nó càng ít khổ. Chúng tôi, thưa quý vị, có xem một số cái tin tức về cuộc chiến tranh ở tại Ukraine, mà cái thủ đô của Ukraine là Kiev, mà bây giờ thành đô Kiev là một cái thủ đô của Âu Châu mà chúng tôi chưa bao giờ đến. Chúng tôi đi rất nhiều nước Âu Châu nhưng mà chưa bao giờ đến Ukraine hết. Thì mặc dù nhìn sơ lược qua thì cũng thấy là Ukraine bình, lúc còn thanh bình giống như những thành phố khác của Âu Châu. Và khi mà tàn phá Kiev thì quả thật là có đau thương. Nhưng mà chúng tôi nhắm mắt là tự hỏi rằng đó là một nơi mình chưa từng đến, chưa từng có những cái kỷ niệm, chưa từng có những cái thâm biến. Thì khi mà mình nghe nó bị chiến tranh á, nó có khác hơn là một cái thành phố mà mình đã được biết nhiều như ở Paris, ở London hay là ở Zurich không? Thì chúng tôi biết rằng nó có. Thì ở trong cuộc đời này, thưa quý vị, chính cái sự biết, ý thức vướng vấp đem vào lòng, càng bận lòng thì chúng ta càng khổ. Đó là một điều rất là tự nhiên trong cuộc sống. Thí dụ như là một ở trong những cái khả năng của người tu tập là cái sự việc nó như thế nào thì chúng ta nhận nó như vậy. Nó sanh thì biết nó sanh, nó diệt thì biết nó diệt, nó đến thì biết nó đến, nó đi thì biết nó đi. Thì như vậy sẽ không có nhiều vấn đề. Nhưng mà chúng ta lại không. Cái mà không có bây giờ nó có đó, nó làm cho chúng ta đôi khi thích thú mình, đôi khi cũng khó chịu. Và rồi cái có rồi mà nó đi chúng ta cũng khó chịu. Đừng nói chi là cái việc đời, việc chúng tôi sống ở trong chùa đó, chúng tôi hiểu cái tâm trạng của Phật tử ở trong chùa. Lạ lắm thưa quý vị, có nhiều khi ngôi chùa sinh hoạt về họ thấy một Phật tử nào lạ đến thì họ lại rất là sợ, rất sợ có người mới đến. Rồi qua một thời gian những người mới đó là quen thuộc dần thì họ lại ra đi vì lý do này lý do khác thì hơi buồn. Cái tâm của chúng ta luôn luôn bị một cái tâm cảm đó là có những cái nó đến mình không muốn, có những cái nó đi mình được. Và cái đó gọi là vướng mắc, cái đó gọi là nhiễm đắc. Thì chính những điều này khiến cho chúng ta sống không có tự tại trong cuộc đời này. Cũng như là chúng ta bị một răng. Một răng mà quý vị biết là nó cũng đau, nhất là răng khô nó đau. Nhưng mà rồi khi một răng rồi mình đổ răng đi thì nó cũng đau. Cuộc sống này, cái sanh và cái diệt, nó là một cái chuỗi dài khuấy động không ngừng của đời sống. Nhưng mà cái hiện tượng sanh diệt nó chỉ là phân nửa câu chuyện của sự khổ thôi. Còn lại câu chuyện của sự đau khổ đó là chúng ta từ chối hay là chúng ta xua đuổi. Hoặc là xua đuổi, hoặc giả là chúng ta cố gắng nắm níu lại. Thì cả hai nó đều dẫn chúng ta đến một cái tâm trạng đau khổ. Nên ở đây khi mà Đức Phật dùng cái chữ gọi là vô nhiễm, tức là Ngài nói rằng chúng ta có đủ sự tự tại để nhìn, để cảm nhận, mặc dù nó là hữu dư, niết bàn, mặc dù chúng ta chưa hoàn toàn giải thoát, nhưng mà đối trước cái sanh diệt nó là như vậy đó, thì chúng ta sẽ không khổ. Chúng ta đang đón mừng mùa lễ Vê Sắc, tức là lễ liên quan đến cuộc đời của Đức Thế Tôn. Ngài đản sanh thành đạo Niết Bàn. Và thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch thì có hai vị đại đệ tử ở kế bên Đức Phật
ở trong số hơn 500 vị tỳ kheo, hai vị đệ tử đó là một là tôn giả Ananda, là vị thị giả, hai là tôn giả Anuruddha, là đệ nhất vị thiên nhãn. Tôn giả Anuruddha đó có thể đọc được cái tâm tư của Đức Thế Tôn ở trong từng cái thái, như là Đức Thế Tôn nhập, xuất nhập, sơ thiền, xuất nhập, nhị thiền, tam thiền, nhập tứ thiền, và vân vân. Rồi tôi cho đến khi Ngài viên tịch Niết Bàn, Tôn giả Ananda thì không được như vậy, chỉ là một vị thánh hữu học mới chứng quả tu đầu hồi. Và Tôn giả Ananda còn có cái, một cái sự rung động khi mà Đức Thế Tôn Ngài ra đi. Và Ngài cảm thấy rằng đó là sự mất mát rất lớn. Dạ, sự mất mát rất lớn. Thì thật ra với chúng ta người bình thường, như chúng tôi quý vị đi, thì có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy gần với Tôn giả Ananda, cảm thấy mình học được nhiều với Tôn giả Ananda, cảm thấy thương Tôn giả Ananda hơn là mình cảm nhận một cái tâm thái của vị A-la-hán hoàn toàn giải thoát như Tôn giả Anuruddha. Tôn giả Anuruddha thì đúng là vị đã sống giống như Đức Phật dạy, à, tất cả pháp hữu vi có sanh thì phải có diệt, sanh diệt. Như vậy, từ vậy nó vốn dĩ là, nhưng mà mình có còn nhận thấy cuộc đời nó vô vị quá, đôi khi nó bạc bẽo. Thật ra thì chúng ta rất là mong mỏi để được vui, được buồn, chán đời quá thì cũng muốn làm giống như Nguyễn Công Trứ kiếp sau, người là chúng ta người cây thông đứng giữa trời vậy thôi. Dạ, nhưng mà nói vậy cho thôi, nếu mà chúng ta không có lẽ chúng ta cũng nên chia cổ nhà đạo tràng của chúng con không còn nghe tín hiệu. Dạ, quý vị có nghe được không? Kính cung thỉnh và thượng. Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, trong tất cả những cái nỗ lực của một người tu tập là thứ nhất là chúng ta phải thành tựu được cái chánh kiến để có thể hiểu và có thể xác lập lại cái gì làm hay không nên làm. Nó tương tự như là một người lúc mình chưa trưởng thành là mình chỉ biết có cái mình thích và không thích, và đôi khi người lớn đối với mình rằng tuy rằng cái đó mình thích nhưng mà nó sẽ dẫn mình đến chỗ khổ. Nếu con ham chơi quá thì con sẽ bỏ học, học dở mai mốt con sẽ khổ, thì mình không hiểu được. Cho đến khi nào mình đủ hiểu được cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là khổ, cái gì vui, cái gì nên làm thì không nên làm, thì cái đó mới gọi là sự trưởng thành. Dạ, yeah. Cái đó mới gọi là sự trưởng thành. Và chúng ta nên ý thức rõ rằng
mình không thể nào có một cái sự hiểu về Niết Bàn đơn thuần là qua ngôn ngữ, qua một bài pháp hoặc qua một quyển sách, mà chỉ có sự tu chứng, chỉ có sự thành tựu đạo quả thực sự chúng ta mới nếm trải được thế nào gọi là Niết Bàn chân thực. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày là phàm phu, thì chúng ta cũng thể hiểu phần nào cái gọi là sự diệt khổ. Bởi vì mình thấy trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, có cái pháp gọi là Pháp Quán Niệm Xứ. Ở trong Pháp Quán Niệm Xứ có niệm về Tứ Thánh Đế. Ở trong niệm về Tứ Thánh Đế thì có cái niệm về sự diệt khổ. Sự diệt khổ là như thế nào? Thí dụ như một cái người tu mà học hiểu về Tứ Thánh Đế có thể nhìn thấy sự diệt khổ ngay trong đời sống hiện tại. Mình có vướng vấp một cái gì đó, có dính mắc cái gì đó. Bây giờ mình chợt hiểu ra mình không dính mắc nữa. Nhưng không dính mắc nữa thì mình chấp nhận một cái bình thản. Thì cái đó là sự diệt khổ. Chúng tôi có nghe một người kể một câu chuyện. Người kể câu chuyện là vị này đi tu. Đi tu thời gian cũng 7 năm. Rồi có một ngày thì vị này nhận được một cái điện thoại ở nhà gọi đến. Nó trẻ lớn tuổi rồi, muốn mời sư về và mời tất cả con cái về để chia tài sản. Để chia tài sản. Thì thưa quý vị, khi nghe nói như vậy thì cái vị sư này mới trả lời rằng bây giờ đi tu rồi, thành ra tài sản cứ chia cho mấy anh chị em đi. Mấy anh chị em đi. Chứ sư đi tu rồi thì không có nhận cái tài sản của cha mẹ để ra làm gì. Thì câu chuyện nghe rất là đẹp phải không? Nghe rất là hay lắm. Như vừa rồi thưa quý vị, khoảng chừng 3 năm sau á, thì ở trong nhà anh em có làm một buổi dỗ hay là buổi gì đó mà mời vị sư này về. Và khi mời vị sư này về, lúc ấy vị sư này hơn 10 hạ rồi. Thì mới dẫn vô một cái căn nhà. Căn nhà đó có đất, có vườn, vườn cây tốt, mà có cái nhà cũng khang trang. Đó là cái nơi mà hương hỏa cho gia đình. Thì cái ông anh rằng hồi trước ba má để thầy cho sư, để cho sư, sư có để sư ở, về già sư có chỗ tu, mà sư không có nhận, thành ra mới giao lại cho người em út, giao cho ai đó. Chúng tôi không nhớ rõ. Thì cái vị sư đó về kể chúng tôi nghe cái chuyện cũng khó hài lắm, là khi ba mẹ kêu về để chia tài sản thì lại không có màng đến tài sản, lúc đó phát tâm tu rồi. Nhưng mà sao về cái căn nhà đó, rồi cái khu vườn đất đó, nó nên thơ, rồi nhà cửa khang trang, rồi thế này kia đó, thì bỗng nhiên thấy hơi tiếc. Đi, và vì nó từ ở miền quê mà lên Sài Gòn á, thì ở trong lòng nó gọi là tiếc, phải chờ hồi trước mình nhận đi. Phải chờ hồi trước mình nhận. Thì thưa quý vị, cũng may cho vị sư đó là sau khi vị sư đó trở về bên Mỹ đó, thì vị đó lại đi qua Miến Điện để hành thiền. Và lúc bây giờ thì chúng tôi không nhớ là gặp vị thiền sư nào, thì vị đó trình bày về điều này. Thì vị đó nói vị thiền sư là con mới thấy cái tâm dính mắc vẫn còn, và từ lúc dính mắc á tới giờ đó thì con chỉ muốn vô trong trường thiền để hành thiền. Thì cái vị thiền sư mới khuyên là hãy lấy sự dính mắc đó làm một cái đề tài quán chiếu, tức là do sự dính mắc đó nên nó bị khổ, như vậy nó là tập, cái này là khổ. Và vị này nghe lời quán một thời gian thì cái tâm của vị này nhẹ đi, và khi tâm vị này nhẹ đi thì lên nói vị thiền sư. Vị thiền sư nói tiếp tục quán, và cái đó là đế đó, mình không còn dính mắc nữa, mình nhẹ nhàng thảnh thơi, tức là không còn chấp cái miếng đất nữa, không còn liếng tiếng miếng đất nữa, thì không còn khổ. Cái đó là diệt đế. Thì như vậy cái diệt đế nó có thể hiểu ngay trong đời sống tại, mặc dù nó không hoàn toàn là Niết Bàn, nhưng mà nó cũng cho chúng ta hiểu thế nào hạnh phúc của Niết Bàn. Chúng ta nhớ một điều là con người mình ganh tị, bỏng sẻn, hay là dính mắc
tất cả điều đó nó đều liên quan đến cái căn rễ của cái sự dính mắc. Thí dụ một người bỏng sẻn là không muốn người ta lấy đi cái mà mình có, ganh tị đó là muốn không muốn có cái mà họ đang có, thì cái đó nó cũng liên hệ đến cái gọi là nguyên nhân sanh khổ. Và khi nào chúng ta không có chấp, không có vướng mắc, không dính mắc nữa, thì mình sẽ cảm thấy có cái gì đó rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Quý vị thử chơi chúng tôi cùng. Ô quý Phật tử chơi chúng tôi, hình như là có thượng tọa Tề Quyền vào trong lớp học rồi phải không thượng tọa hả? Nếu thượng tọa Tề Quyền, dạ, nếu có thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Quan Hỷ giảng cho vui phục về sự di khổ, có công việc buổi sáng ở đây chút xíu nếu được, và sau đó thì xin sẽ trở lại. Xin được hỏi là thượng tọa Tề Quyền có ở trước máy bay được không? Dạ con có mặt. Ồ dạ vâng, thỉnh thượng tọa Quan Hỷ giúp giảng cho khoảng 10-15 phút là, nếu giảng được khi nào tốt khi đó. Dạ, tại bữa nay ở đây cũng hơi bận một chút. Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Khai. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Như Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Vô Thượng Chánh Đẳng. Đạo mình đã đi từ đi đến Đức Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, thì có thể nói rằng là nói đến một cái tinh thần diệt đế thì tất cả chúng ta ai cũng hiểu biết được, đó chính là một sự chấm dứt, một sự diệt tận phiền não, không còn sinh tử khổ đau, không còn sanh hữu, cắt đứt sanh hữu. Quả thật như vậy. À, đây là một điều mà đó là cứu cánh, đó là một cái điều mà tất cả những người đệ tử của Phật đi cầu mong, đi đến cảnh giới như thế. Nhưng không dễ dàng, không dễ dàng mà chúng ta có thể thành tựu được. Đây, một cơ quả vị mà chỉ có một sự cầu mong, mà chúng ta nếu như chúng ta không vun bồi cái pháp độ, không có một sự tu tập cẩn trọng, thì phải nói rằng là chúng ta hết sức là khó khăn. Có nhiều người nghĩ rằng là do công đức này mình nguyện mình chứng đắc niết bàn, mình bố thí hay mình cúng dường thì mình nghĩ rằng như thế là thành tựu niết bàn. Nó không phải như vậy. Quả thật thì cái điều mà chúng ta dứt bỏ cái lòng chấp thủ để đưa đến ly tham, thì đây mới là cái pháp đồ, để đó mới là cái phước lành này để đưa đến sự chấm dứt sanh tử đau khổ. Còn cái mà chúng ta làm việc lành mà chúng ta cầu mong sanh về cảnh thiên giới, hay là sanh về ở, hay là chúng ta buông bỏ để đời sau chúng ta được hanh thông, được tốt đẹp hơn, thì đó nó là một vấn đề khác. Và có thể nói rằng khi hỏi gì chứ cái sự chấm dứt khổ, như thế nào là một sự chấm dứt khổ? Cái trạng thái không còn sanh, không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Như ở trong kinh văn mà chúng ta nghe đọc đó, ở nơi nào mà đến không có cái đến, không có cái đi, ở nơi nào mà không có cái gì, không có cái sự sanh, sự diệt, thì nơi đó chính là cảnh giới của Niết Bàn, hay là cảnh của Niết Bàn. Chứ cảnh là giới vứt ở nơi mà chúng sinh. Bởi vì cho nên trên tinh thần kinh văn của Nguyên Thủy, của Tam Tạng Kinh Điển, không có cho cái đó là cái cõi Niết Bàn. Bởi vì cõi là chúng sinh có nương giá mới gọi là cõi. Mà cảnh thì chỉ có một cảnh đó, tức là một cảnh, một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, một sự chấm dứt phiền não. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Cho nên nó có một sự đối kháng một cách thật sự hết sức là lớn. Đó tức là cái cõi Tây Phương hay cõi Cực Lạc. Thì chúng ta nói để mà có cái sự khuyến tu cho người
họ nghĩ rằng tu rốt cuộc không có cái gì, tu hoặc là làm việc thiện hay làm việc lành gì đó, nó có cái gì đó ý như là để chúng sinh coi như là có cái vị ngọt để chúng sinh chạy theo, để chúng sinh hướng tâm tới, để chúng sinh làm, nó mới có giá trị tích cực. Còn ngược lại, nếu như mà không có gì trơn vậy thì bằng một trạng thái tâm coi như là nó không có cái mạnh mẽ, thì cái đó để khuyến tu, để họ làm việc thiện thì chúng ta không nói. Nhưng nếu như mà chúng ta nghĩ rằng bây giờ hôm nay chúng ta tu tập đây để về cõi Tây Phương thì tất cả đó là đều là giai thủy hư vọng hết. Bởi vì khởi mở cõi nào thì cõi đó cũng còn sanh tử khổ đau. Ngay cả như chúng ta trong kinh văn giải đó, chúng ta biết cái cõi đó nó không có không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng vi tưởng xứ, không có luôn. Niết bàn nó cũng ở trong cái cõi đó. Mà ở cõi đó nó không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng vi tưởng, thì chúng ta biết rằng là những cõi cao nhất của tam giới này, hay những chúng sinh ở những nơi đó nó cao và đặc biệt như vậy, và trên cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật cho rằng thì cảnh giới đó cũng còn tái sinh, và chúng tôi hữu duy cũng đã từng đi ra vào cái cảnh giới của vô sắc giới rồi. Nếu nói theo cái quy trình của luân hồi thì chúng ta đã đang và nhiều lần đi tới cảnh giới đó. Nếu nhìn về cái nhìn của luân hồi, chúng ta nhớ nha, ở trong các cõi giới chúng ta chỉ chưa đi tới năm cõi tịnh cư thôi. Năm cõi tịnh cư đó chính năm cõi tịnh cư này và vị tam quả tứ thiền, chứng đắc tam quả tứ thiền, sanh về cõi giới như thế. Thì người đệ tử khi tu tập những công đức mà chúng ta làm để làm nhân làm duyên, để đưa đến sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Cuộc đời có vui là cuộc đời có buồn, cuộc đời có sanh tử thì cuộc đời có khổ đau, cuộc đời có nhập vào thì phải xuất ra, có đóng và có mở. Bởi vì nó bằng vào cõi niết bàn thì phải có ra cõi niết bàn, thì đó chính là một trạng thái sanh tử nữa. Cho nên chỉ là một cái cảnh giới mà chúng ta vẽ nên của niết bàn nó như thế nào, mà chúng ta cho là đó nên nơi đó chúng sinh như thế này thế nào thì hoàn toàn không có. Bởi vì không có đến nơi đó thì đâu có việc ở nơi đó, đâu có tử ở nơi đó, mà chỉ cảnh một trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Khi nào công không còn phiền não, diệt trừ cái phiền não đó, thì nó cũng giống như một trạng thái mà chúng ta đầy đủ rồi, chúng ta không có quan tâm. Cái trạng thái không quan tâm bởi vì chúng ta quá nhiều. Cái trạng thái niết bàn nó còn cao cả hơn, không phải là không còn cái quan tâm hay là không quan tâm nữa. Không còn cái chú ý, không chú ý đến cái chuyện tử, chuyện sinh nữa. Bởi vì các ngài đã xả ly, chúng ta gọi là xuất ly cái sanh y, ly tham, cái sự sanh. Cuộc đời này chúng ta không còn có cái muốn hiện hữu, thì vì ấy đã nhàm chán từ sợ hãi luân hồi, nhàm chán đã thoát khỏi cái tam giới. Thoát khỏi cái tam giới, nó khỏi tam giới đây tức là nó thoát khỏi cái gì? Cái sự ra vào của tam giới. Chúng ta phải nhớ như vậy. Còn cuộc đời này nó có như thế nào? Hỏi vậy chứ. Nếu chúng ta cái cảnh niết bàn đó thì nó có tâm. Có cảnh mà không có tâm, nội chỉ trạng thái tâm bình thường của các vị thánh tứ quả, là cái tâm gọi là tâm tố di tác hay tâm vô ký, nó phi thiện phi bất thiện, nó không ra quả. Bởi vậy á, chúng ta không có cái tâm, chúng ta không có cái tâm Phật đó. Quý vị nghe rõ nha, chúng ta không có cái tâm Phật đó. Bởi vì tâm Phật đó mà chúng ta chẳng qua là mượn cái hình ảnh phóng hạ đầu đau lập địa thành Phật, hay là thôi quay về để
hoặc là tiểu thuyết, hay là chúng ta có những cái cải quyến tu gì thôi, khởi lên cái tâm tâm Phật, tâm Phật của họ đã hiện khởi. Quả thật tâm chỉ có cái thiện tâm bình thường, chỉ có tâm quay về nương nhờ quý y hay là cái gì, thì chúng ta cho đó là chính là cái tâm Phật. Bởi cho nên ở trong cái tinh thần của Phật pháp, Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, nếu như chúng sinh đi trên con đường của Đức Phật đã đi, đã cũng như có chư thánh đã kinh qua và đã thành tựu và viên mãn chứng đắc. Chứ chúng ta bởi vì cho nên ngay cả cái Phật tánh ở trong lòng, là chúng ta nói rằng bởi vì ở bên trên thần kinh điển nguyên thủy thì không có, có nói đến cái giá trị Phật tánh của con người. Phật ở đâu? Nó Phật ở trung tâm. Tâm Phật có nghĩa là ý nó chủng tử tái sanh. Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người, tâm của Phật. Phật ở trong lòng người, sao con người lại ác thế? Nếu như trong con người có cái tâm Phật, có cái chủng tử Phật, thì cái chủng tử đó nó phải xuất hiện khi mà chúng sinh làm cái việc ác lớn lao. Rồi chúng ta nói vì vô minh, mà vô minh đó chính là những cái tội ác để nó che khuất. Thì bây giờ cái sự che khuất này là vô minh che khuất bao đời, và không có cái sự tồn tại của cái Phật tánh ở trong lòng mình. Chúng ta phải nhớ như vậy. Chẳng qua đó chính là cái gì? Những cái thiện tâm, những cái điều mà tất cả chúng ta tu tập. Chúng ta đó là cái tâm đại thiện, hướng tâm thôi. Chứ còn không phải là tu tập được một cái chủng tử đó, rồi chủng tử nó có thể gieo rắc ra cho những chúng sinh khác, nó như là các cái hạt gieo mầm để trưởng thành, để lớn lao. Kính thưa quý vị, bởi vậy cho nên là có thể nói rằng là chúng ta phải tu tập viên mãn ở pháp độ Parami, Upaparami, Paramattha Parami. Ít nhất chúng ta cũng phải có một sự xả bỏ, chúng ta cũng phải có một sự tu tập một thành tựu nó viên mãn pháp độ. Cái đây là cái sự thật. Chứ còn không phải là nhiều khi mà chúng ta làm phước nhiều quá. Có một nhiều người có cái lòng thiện tâm rất lớn, và có nhiều tài sản họ cúng dường, họ bố thí, họ làm việc nhiều cái, thì chúng ta cho rằng những người như thế họ có cái tâm Phật. Không phải như vậy, mà những người như thế họ có cái thiện tâm. Những cái thiện tâm đó có thể hưởng được cái quả lành, và cái thiện tâm đó có thể dẫn dắt để chúng ta sanh về các cõi giới. Cái thiện tâm đó có thể dẫn dắt về các cõi của dục giới, chẳng hạn như là chỉnh về cõi chết, tứ đại thiên vương, đau lợi, dạ ma, đấu sức, tha quá tự tại, quá lạc thiên, vân vân. Thì các cõi giới đó do nhờ các công đức thiện, hành thập thiện hay tập phúc hành tông mà đưa đó. Còn các cõi giới cao hơn, các cõi giới thiền, thì các cõi giới đó phải nhờ tu chứng các thần thiền, sơ nhị tam tứ thiền, vượt qua được tầm tứ hỷ lạc định. Thế là cứ từng cấp độ, vì ấy tu chứng và thành tựu, vì ấy sanh về các cõi giới thiền, hay là vì ấy tu tập về không vô biên thức, vô biên vô số, vì tự phi tự xứ, và vì ấy sanh về cảnh cõi giới đó. Những cái sự sanh về cảnh giới cõi giới đó tuy nó rất là lâu, rất là dài, nhưng rồi chúng ta cũng tái hồi trở lại ở trong luân hồi nữa. Gọi là tham ma chắc cáp của tánh ác, vẫn bị cái vòng luân chuyển của luân hồi, mà nó mang tới. Còn ở đây, cái diệt đới đây tức là một trái thế tịch tịnh vắng lặng, không còn phiền não, không còn sanh y, tức là triệt cái mầm sanh tử. Thì cái mầm sanh tử đó chính là niết bàn. Tức là khi nào mà cắt đứt ái hữu, có cắt đứt ái hữu ở đây, cắt đứt ái thì không còn chấp thú, mà không còn chấp thú thì thế là không có sanh hữu nghiệp hữu. Không có sanh hữu nghiệp hữu thì không có già chết sụp bị khổ não. Mà ngày nào còn sanh hữu, tức là còn xuất hiện, còn tồn tại, thì ngày đó hãy mà sanh ra ở trong bất cứ cõi giới nào thì
thì cõi giới đó nó cũng có gì, cũng có già, bệnh chết, sầu bi khổ u não xuất hiện. Có hai trạng thái của con người, một trạng thái về tâm, một trạng thái về về thân. Ở đây chúng ta là thân khổ mà tâm cũng khổ. Còn ngay cả các vị thánh người ta hiện hữu tại cõi giới này, tâm các ngài đã diệt tận phiền não, nhưng cảm thọ đau khổ các ngài cũng vẫn bị. Chúng ta phải nhớ như vậy, cảm thọ đau khổ về thân, đau đớn khi bệnh hoạn, ngay cả Đức Phật cũng vậy. Nhờ cái phước của ngài thì nó chỉ đau đớn cái nghiệp đó nó chuyển bớt, tức là không có có để một sự đau đớn, một sự khủng khiếp đối với một vị Phật thì không có. Những điều mà còn đối với chúng sinh bình thường thì chúng ta thấy cũng vẫn bị. Chúng sinh phàm phu bình thường thì các ngài cũng vẫn có bị cái thọ khổ về thân xuất hiện. Nhưng cái tâm ngài nó không có cái gì có cái mà chúng ta gọi là sân tật lẫn hối, có cái sự bực bội, có cái sự đau, có sự khó chịu, có cái sự ưu sầu ủ dột khi mình bị bệnh, các ngài không có. Mà các ngài hiểu rõ khi có tấm thân ngũ uẩn này, cái sắc uẩn này tồn tại thì chắc chắn là phải có cái sự bệnh hoạn và có sự già chết, có bệnh hoạn ốm đau, vì các ngài không còn cái sanh tử, không còn cái sự sợ hãi đó nữa. Và cho nên cảm thọ chỉ là cảm thọ khổ của thân khổ chứ không có tâm khổ. Dạ, thì có thể nói diệt đế nó là một pháp. Diệt đế thế nào là diệt đế? Các cảm thọ được chấm dứt. Mà các cảm thọ được chấm dứt là khi chúng ta nhập niết bàn, hay là các cảm thọ mà liên hệ đến ái thì các cảm thọ đó các ngài không còn. Các cảm thọ liên hệ tới sân, các cảm thọ liên hệ tới si, các ngài không còn. Hay là do tham sân si này đưa tới cảm thọ đó thì hoàn toàn không có. Cho nên vì vậy, sự chấm dứt sanh tử, tức là sự diệt tận các cảm thọ, không còn cái cảm thọ nữa. Khi các ngài đã chấm dứt sanh tử, khi các ngài đã diệt tận, khi các ngài đã nhập niết bàn, khi đã niết bàn thì không còn cái cảm thọ nào cả. Phi khổ phi thọ. Bởi vì vậy cho nên khi còn cảm thọ thì khi còn tâm thức hiện hữu, khi xúc và thọ nó không có trợ tạo ở trong cuộc đời này nữa, các ngài luôn luôn xài bằng cái tâm tố di tác, hay cái tâm di tác, cái tâm vô ký. Nói như vậy, nói như vậy thì nó cũng được đó, nhưng điều mà tại vì gọi nó khác hơn, bởi vì tâm vô ký con người mình cũng đôi khi bình thường mình cũng có tâm vô ký, nhưng cái vô ký của các ngài là cái vô ký này nó thuộc về thiền chứng, xin lỗi, nó cái tâm vô ký này nó thuộc về không có nhân để đưa đến kết quả đau khổ. Không bao giờ mà chúng ta nói rằng vì ấy làm, vì thánh tứ đạo tứ quả mà làm một công đức để các ngài có cái phước lành về sau, có chuyện đó. Nó để làm cái hậu báo nghiệp để trả quả về cái kiếp thứ ba đủ đi, hay hoặc là những kiếp sau sau nữa thì hoàn toàn không có. Bởi vì cho nên kính thưa quý vị, nếu như chúng ta học vi diệu pháp, hay là chúng ta học Phật pháp, mà chúng ta cho rằng chúng ta tu, chúng ta thành tựu được cái này, thành tựu được cái kia, thì hoàn toàn tất cả coi chừng đó là một sự sai lệch, nó hết sức là nguy hiểm. Cái sự sai lệch này, bởi vì cái sự sai lệch đó chính là nó dẫn dắt cho tất cả chúng ta đi đến một cái sự hết sức là sai lạc. Uy Niết Bàn không có nói trên cái vụ ngôn, trên một cái chuyện mà chúng ta chỉ bằng hình ảnh nào đó và chúng ta ví dụ, bởi vì cảnh giới đó chúng ta chưa có thành tựu, chưa có đạt được. Nhưng kinh văn Đức Phật ngài chỉ dạy khi nào mà coi như là vượt qua bờ bên kia, khi nào mà vượt qua sông mê bể khổ, hay vượt qua sông ái trầm luân, đến bờ bên kia, tức là vượt trùng khơi của phiền não, của sanh tử, và đạt được bờ bên kia một cách an toàn,
thì có nghĩa là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống sau để mà chúng ta đau khổ, để mà chúng ta sanh tử. Bởi vậy như chúng ta nhớ trong cái lời đầu tiên của Bồ Tát khi mà xuất hiện ở cuộc đời đó, ngày một tay chỉ trời một tay chỉ đất, Akko Hamasmitiloka sa Sittho Hamasmitiloka sa Chittho Hamasmitiloka Natida Nachati Bunapavo. Cái câu này rất là hay. Trên trời dưới đất chỉ có ta cao quý hơn. Đây là kiếp cuối cùng. Đây là kiếp cuối cùng. Đây là kiếp cuối cùng. Chúng ta nhớ rõ, Đức Phật ngài xác định rõ, đây là kiếp cuối cùng. Kiếp cuối cùng. Kiếp cuối cùng nó như thế nào? Các ngài không còn sanh tử, không còn đau khổ nữa. À, nó hay như vậy. Không còn sanh tử của cái gì? Của Đa Nát Thiết Cha Tí Đa Nát Phụ Nát Phụ Vô. Khi chúng ta nghe như vậy, thì chúng ta nghĩ rằng, có lẽ như vậy thì cái kiếp trầm luân của chính mình, tại sao mà Bồ Tát biết được trước cái con mình như vậy, đúng không quý vị? Nhưng quả thật chúng ta hiểu được cái về ngài thì chúng ta mới có một cái vị, mà tức là ý ta nói rằng là các vị Bồ Tát kiếp chót á, có những cái điều mà chúng ta không thể nào mà chúng ta hình dung được. Chúng ta không hình dung được, tự nhiên chúng ta không hình dung được, bởi vì cái sự tu tập của các ngài nó khác hơn cái sự suy nghĩ của chính mình. Akohamas metilo kasa chetho mas metilo kasa setho mas metilo ka ayatima natthicha tinatthida napunapavo natthida napunapavo, tức là ayamantina cha ti, đây là kiếp cuối cùng, ta chấm dứt sinh tử. Tức ta không còn trở lại ở trong cuộc đời này nữa. Đoạn đầu khổ sanh. Mà câu mà nói là thiên thượng thiên hạ duyên hạ độc tôn thử sinh cùng kiếp vô hữu hậu thân. Thì hôm nay là cái ngày mùng 8, là theo bên Bắc truyền là người ta cho rằng đây là hôm nay là ngày Phật đản, hay là chúng ta nói từ kinh điển là Bồ Tát đản sinh. Cũng như là nó Phật đản, Phật đâu có sanh mà đản. Chấm dứt sinh tử thì làm sao mà Phật đản ra? Hay ngay cả kính thú vị, cái sự thị hiện trở lại cũng chấp nhận. Tức là tại sao nó cái sự thị hiện? Bởi vì nói như vậy thì phi niết bàn, mà chân lý ba đời của chư Phật về tứ đế là như thế, nhưng vị nào giác ngộ thì xem như vị đó là người khai sáng chân lý, khai sáng chân lý. Còn cái sự thật ở đời này là khổ, sự thật ở đời này là nguyên nhân sinh khổ, sự thật ở đời này có sự chấm dứt khổ, và sự thật ở đời này có con đường đưa đến sự chấm dứt khổ là như thế. Và tu tập thành tựu viên mãn các pháp độ ở các chư Phật quá khứ cũng như thế, chư Phật hiện tại, Đức Phật hiện tại cũng như thế, và chư Phật tương lai cũng như thế. Tức là ngày cái gì? Các ngài cũng giác ngộ lý tứ đế. Cho nên nói rằng cái sự trở lại, cái sự thị hiện, hiện hữu, lặp lại, sự xuất hiện trở lại. Cho nên đây là hoàn toàn không có trên cái tinh thần. Nếu như kinh điển, như chúng ta thấy chính Đức Phật này xác định rõ một cái trạng thái không có đến đi, không có sanh tử, không có khổ đau, không có cái cõi giới của sắc giới, của vô tưởng, của phi tưởng, của không vô biên, thức vô biên, vô sở, vi tưởng, vi tưởng xứ, hay là cái sự không có cái gì, không có trở lui cái trạng thái của trầm luân sanh tử đau khổ này ở cuộc đời. Khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta mới thấy rằng rất là đặc biệt.
không có khổ đau, cũng không có lạc, phi phi lạc, phi nhân phi quả. Nếu cho niết bàn, nếu bởi vì chúng ta biết không, đạo đế là nhân và diệt đế là quả, mà chúng ta phân tích mà thí dụ như phân tứ đế thường nhân quả thì cũng sai, bởi vì niết bàn nó không phải là quả, nó phi nhân phi quả. Một cái trạng thái như thế vượt ngoài cái hệ lụy của nhân quả, sự tu tập thành tựu viên mãn đạt được niết bàn, thì cái mà chúng ta sử dụng cái ngôn từ để nói cho biết trước, thì chúng ta khải nghĩ chấp nhận. Nhưng nếu như mà để mà cho rằng là cái quả do cái sự tu tập, chúng ta nói trên cái văn nói văn từ, nhưng trạng thái của niết bàn nó không phải là quả, phi nhân phi quả. Thì cho nên vì vậy ở đây không dễ dàng mà có sự thành tựu được niết bàn. Tìm về một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, cái tâm tham vốn, cái tâm tham của con người, người ta nghĩ nó nhạt quá, bởi vì tu quá, người ta luôn luôn cầu mong. Mà Phật tổ đó, thì buông bỏ tất cả, cho nên cầu ai cầu Phật tổ, nó không linh, nó không thiền. Nhưng điều họ đâu có biết rằng, bất cứ cầu ai cũng thế, chúng ta phải có cái phước. Đức Phật dạy về cái nhân quả mà. Cho nên chúng sinh người ta thường thường cầu mẹ Quan Âm, rồi cầu thần thánh này, cầu trời Phật nọ, chứ người ta ngại cái gì? Ngại cầu Phật Thích Ca. Bởi vì sao? Ngài nói lên con đường của từ bỏ, của buông bỏ tất cả, buông bỏ về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, về tiền của, tài sản, đế vị, ngôi vị vua, con vua, ngai vua của cuộc đời, rồi bỏ vợ bỏ con, bỏ ngai vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, để mà tu. Thì như thế thì người ta rất là ngại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm của con người ta luôn luôn bị cái lưới ái bao trùm. Mà khi nào còn cái lưới ái nó bao trùm thì chúng ta không thể nào mà chúng ta dẫn dụ, không thể nào mà chúng ta có thể bình phẩm được ở trên một cái, hay chúng ta có thể suy nghĩ đến niết bàn. Một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, họ không, họ nghĩ là trơ trơ, không có cái gì hết trơn à. Nhưng quả thật một cái trạng thái mà không động không sầu, nó tự tại, nó vô nhiễm, cái đó nó an lạc. Cuộc đời này có vui, cuộc đời có buồn, mà thường cuộc đời nó vui ít, nó khổ nhiều, lại bà càng buồn nhiều hơn, khổ đau nhiều hơn. Thì nếu như chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì là một chuyện hết sức là bình thường. Nhưng chúng ta đâu có sự suy nghĩ như thế, mà chúng ta luôn luôn cầu, cầu mong cầu được. Mà chúng ta cầu, cầu mong cầu được là ái làm nhân, ái làm duyên, tiếp tục sanh tử đau khổ, không có thể nói đến niết bàn được. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng đã có mặt ở trước máy chưa? Dạ, nếu có khi nào Hòa Thượng có mặt trước máy, Hòa Thượng bảo con. Dạ có. Dạ. Con kính thỉnh Hòa Thượng. Dạ, xin mình kính thỉnh Thượng Tòa Tuyên Quyền. Thưa quý Phật tử, hôm nay nhân nói về sự việc khổ đó, chúng tôi muốn lặp lại lời dạy của Ngài và một cái dịp chuyện thành tựu niết bàn mà có lời phát nguyện, nhưng mà không phải phát nguyện bằng cái tên của niết bàn. Thứ nhất là mình cảm nhận cái
khổ của cuộc sống này. Ví dụ như nghe nói con vị thủ tướng giàu như vậy, địa vị như vậy, nhưng mà rồi sau những cái sự xáo trộn bị đảo chánh rồi thì mất hết chức vụ, rồi bị tịch biên tài sản, thì cái chuyện đó chuyện bình thường. Chúng ta thấy đó là đúng là cái khổ. Dạ, đúng cái khổ. Nhưng bây giờ mình thấy ông Putin đang sống ở trong điện Cẩm Linh, là cái gì cũng có, thức ăn, thức uống, người hầu hạ, nhưng bảo rằng ông hạnh phúc, ông không hạnh phúc. Dạ, ông không hạnh phúc. Thì nếu chúng ta thấy được cái khổ của đời sống và quan sát như vậy đó, thì mình càng nhìn cái khổ thì mình mới hiểu được cái giá trị của sự thoát khổ và mong cầu thoát khổ. Khi mong được thoát khổ, nguyện là sẽ chấm dứt cái khổ, thì cái đó cũng là mong cầu đến niết bàn. Và ngài cũng nói đến rằng một người mà ngài gọi là fed up with your kilesa, fed up tức là chán nản với cái phiền não của mình. Yeah. Khi mà mình thấy cái tâm của mình phiền não, mình mệt mỏi với nó, mình không có muốn cái phiền não này. Thí dụ như là vui ta chê tiếng mình buồn, hay hoặc giả là mình đang sống an lạc, tự nhiên nghe có người thân mất đi, một người bạn rất thân bị tai nạn chẳng, mình không an lạc. Thì chúng ta nếu nhìn cho kỹ sẽ thấy cái khổ của phiền não, cái đó cũng là cái hệ lụy phiền não. Tại một người muốn chấm dứt phiền não, chấm dứt phiền não, cái đó cũng là một lời phát nguyện. Chứng niết bàn, chúng ta cũng gián tiếp để phát nguyện chứng niết bàn, đó là thành tựu chánh trí giải thoát. Cái thành tựu chánh trí giải thoát đó, lắng nghe thật kỹ trong đời sống, mình sẽ thấy rằng bản thân của rất nhiều cái u mê, có nhiều cái lầm lạc, có nhiều cái không nhận thức đúng vấn đề. Và như trong cái mùa khánh đảng này, ra đời của Đức Phật, gọi là cái Phật là ngày là bậc tỉnh thức, ngài là mình, và chúng ta nguyện thành được từ chánh trí, cũng là nguyện niết bàn. Sở dĩ chúng tôi nhắc lại ba điều này là tại vì đôi khi với nhiều người thì cái chữ niết bàn không có ý nghĩa gì hết. Nếu quý vị sang bên Miến Điện, sang bên Tích Lan, thì cái chuyện mà mỗi lần ta làm phước, người ta cứ nguyện là buôn nhân niết bàn bát chùa hồ tú, cho cái phước đã làm là một cái duyên lành để chứng niết bàn. Bình thường lắm, ra trường rút chơi rút về chào mi dựa thành niết bàn đó thì rất bình thường. Nhưng Việt Nam của chúng ta đó thì có rất nhiều Phật tử có cảm giác như là nói đến niết bàn là chuyện dành cho Đức Phật, dành cho các vị đệ tử thời đâu xa xưa, chứ chúng ta không có nghĩ đến cái chuyện mà mình chứng niết bàn. Nhưng mà dù sao nữa thì chúng ta cũng nên gieo cho mình một cái hạt giống gọi là một cái chủng tử bồ đề, một cái hạt giống lành trong tâm. Ví dụ như là khi chúng ta lái xe trên đường đi mà gặp tai nạn, nhiều chiếc xe đụng liên hoàn, đụng cái khủng khiếp, nhìn cảnh tượng đó thì chúng ta cũng có thể nghĩ rằng quả thực cuộc sống là vô thường, cuộc sống là khổ, cuộc sống là vô ngã. Và đằng sau đó thì chúng ta mong là mình sẽ dứt khổ. Hay hoặc giả tự nhiên có chuyện gì đó trong cuộc sống nó làm cho mình buồn bực, làm cho mình trằn trọc thâu đêm, đó là cái chuyện trái ý nghịch lòng, đó là cái chuyện ân oán cuộc đời, đó là những cái chuyện mà sầu muộn. Những lúc đó mình ngồi xuống nhìn vào cái phiền não, nhìn vào chính cái tâm của mình sẽ cảm nhận rằng còn phiền não là không hạnh phúc.
Lúc đó chúng ta phải thấy được con phiền não gọi là con hạnh phúc. Và do thấy như vậy, chúng ta nguyện là nguyện mình sẽ đoạn được phiền não. Cái đoạn tận phiền não đó cũng là một cánh cửa bước vào niết bàn. Hồi nãy chúng tôi có nói cái việc là tôn giả Xá Lợi Phật ngài có định nghĩa là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si đó. Mình cứ nói đoạn tận phiền não, hoặc giả là hướng cầu đến cái tuệ giác. Và tuệ giác thật sự mà nói đó, có cái điểm này rất khó hiểu, rất khó cảm nhận. Nhưng mà nếu chúng ta lắng tâm, chúng ta hiểu, chúng ta cảm nhận thì nó sẽ an lạc ghê lắm. Đó là sự việc như thế nào, sống chúng ta chấp nhận như vậy. Cái gì vô thường, chúng ta ghi nhận đó là vô thường. Cái gì bất toàn, khổ não, chúng ta ghi nhận là bất toàn, khổ não. Cái gì vô ngã thì chúng ta nhận đó là vô ngã. Cái gì bất tịnh, chúng ta nhận đó là bất tịnh. Nói sao mình nhận nó như vậy? Cái tâm mà không có đòi hỏi, không có vặn vẹo, không có trau chuốt, không cái này kia, mà nó cái tâm rất thật, rất khách quan, trực nhận mà nó không đòi khác đi, cái tâm đó cũng là một cái tâm thái giúp chúng ta tiến nhận đến Niết Bàn. Nó cũng là một cái chánh trí. Vì vậy thưa quý vị, có thể nói rằng ngay cả một người không có nguyện là chứng đắc Niết Bàn, họ biết chỉ Niết Bàn là gì, nhưng mà họ cảm thấy sự trói buộc của phiền não và muốn một ngày nào đó mình dứt phiền não, thì cái đó cũng là nguyện Niết Bàn. Thưa người phải dứt tu dạy. Chúng ta đọc trong kinh Bổn Sanh đó, câu chuyện tiền thân đó, có rất nhiều câu chuyện mà những đệ tử Phật trong quá khứ đã từng gặp các vị toàn giác, từng gặp các vị độc giác, từng gặp các vị A-la-hán, và phát nguyện là mong cho con thành tựu được cái chánh trí mà Đức Phật và các vị thánh đã thành tựu, hay là mong cho con cho phước báo này để vượt qua trầm luân khổ hải, mong cho cái phước báo mà con làm giúp cho con diệt trừ được phiền não. Tất cả những lời phát nguyện đều đưa chúng ta đến Niết Bàn. Yeah, tất cả lời phát nguyện như vậy. Thưa quý vị, trong mùa quê sắc kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật, khi chúng tôi nói sự ra đời có nghĩa là cả cuộc đời của Đức Phật chứ không phải là đản sanh, thì thưa quý vị, chúng tôi có làm một việc ở chùa là, mà cái này rất là thú vị, là đây là công trình của những Phật tử trong chùa cùng nhau làm, sửa chữa, xây dựng, làm ra một cái nhà triển lãm mà chúng tôi gọi là Pháp Lâu hay Dhammaho. Ở trong Pháp Lâu này có nhiều cái tác phẩm điêu khắc được trưng bày, nhưng có một thứ mà chúng tôi đặc biệt sẽ rất là thú vị mà nó tình cờ chúng tôi gặp thôi, đó là chúng tôi nhắc quý vị là một cái dây lòi tối. Dạ, dây lòi tối mà không biết ai có cái ý nghĩ là đem nó đi để thiết vàng. Dây lòi tối là thường tượng trưng cho sự cột trói, và khi đến cột trói, nếu có ai mà cột trói mình bằng cái khóa của cảnh sát, hay là cột trói bằng dây xích sắt, hoặc giả là đóng gông mình, sau đó mình đem cái, mà trước giờ ta làm đó là cái thập ác hay là thập tự giá, mà bên thiên giáo gọi là cái thánh giá đó. Thực ra cái thánh giá nguyên vị đó là một cái cây để nó treo bệnh nhân, gọi là đóng đinh các tội nhân, chứ không phải bệnh nhân, chứ không phải tội nhân, đóng đinh tội nhân. Chúa Giêsu đã chết bị xử chết ở trên thánh giá, và người ta dùng cái thánh giá để làm cái biểu tượng cho cái sự hy sinh chuộc, cứu chuộc của Chúa Giêsu. Thành ra người ta làm cái thánh giá rất là đẹp, người ta làm bằng thủy tinh, người ta thép vàng, nhất là những cái giáo hội của Orthodox, tức là chính tôn giáo Đông phương, Oriental Orthodox, thường là cái thánh giá họ làm rất là đẹp, họ sương son thép vàng v.v. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi thấy rất là thú vị khi dây sách mà người ta đem thép vàng ra, đó nghĩa là đôi khi chúng ta sùng bái cái sự cột trói, chúng ta
tha thiết với cái kiết sử. Chúng ta đam mê kiết sử. Có ngày nào đó chúng ta ngồi lại và cảm nhận cái thế giới này nó bị ràng buộc bởi nhiều thứ, và chúng ta cảm được một cái sự, một cái khung trời tự do, và khung trời đó không có không có ràng buộc, không có cứng, không bị cột trói, không có kiết sử, không có thằng thúc, không có kiết phượng, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó đạo Phật gọi là quý bút tí, là giải thoát. Và chữ bút tí cũng là một cái từ Đức Phật ngài chỉ cho. Nên mỗi chúng ta rất cần, mỗi chúng ta rất cần thâm nhập được kinh điển. Mỗi chúng ta rất cần tạo cái duyên lành đối với chánh pháp. Và mỗi chúng ta rất cần để cảm nhận niết bàn ở một khía cạnh nào đó. Cho dù niết bàn đó, cái khía cạnh đó là không có bị cột trói, cho dù khía cạnh đó là không có khổ, cho dù khía cạnh đó là không còn vô minh nữa, không còn sở y nữa, thì nó đều là những khía cạnh để chúng ta cảm nhận về niết bàn. Và có hiểu như vậy, cảm nhận như vậy dần dà đó, thì thứ gì sẽ nào để chúng ta cùng nhau phát nguyện là thành tựu được quả vị giác ngộ giải thoát, đoạn tận sanh tử. Mặc dù hiện nay cái chữ đoạn tận sanh tử là một cụm từ mà đối với chúng ta cũng hơi ngơ ngợ, nhưng rồi lúc nào đó thì chúng ta sẽ cảm thấy. Thứ sự kỳ còn thì giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay đó, thì chúng tôi muốn có một giờ, nhưng ngày Matire là ngày hiện mẫu, thì chúng tôi muốn có một ít phút để nói về ý nghĩa liên quan đến ngày hiện mẫu này. Tôi quyền ở tại đây đó, không biết là thượng tọa Tuệ Quyền có còn ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền còn ở trước máy thì xin thượng tọa Quang Hỷ góp cho một ít. Dạ con có mặt. Kiến nhân ngày thì người ta có ngày Father riêng, ngày Mother Day riêng, tức là ngày hiền phụ riêng, ngày hiền mẫu riêng. Ở Việt Nam chúng ta thì ngày Vu Lan đó, thì tính chung cha mẹ. Và ở dưới biên của bên Thái vân vân thì ngày báo ân cha mẹ thì cũng chung. Thì có bao giờ thì tỏ đặt ra câu hỏi rằng là cái chuyện mà mình tưởng nhớ cha mẹ là một ngày phụ mẫu chung, một ngày nghĩ về hiếu đạo chung đó, nó có khác biệt gì hay là khi mình tách ra ngày cha riêng, ngày mẹ riêng, theo thì tỏ thì có ảnh hưởng gì đời sống tinh thần của chúng ta không? Đây là dĩ nhiên ở đây nó không có gì kinh điển, ở đây chỉ là ý kiến thôi. Thì xin kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sanh Khai, dạ dạ. Kính lễ đây, kính lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào toàn thể chúng tôi cùng chư Phật tử. Dạ nhân bất hòa thượng của thật thì cũng theo xu hướng, theo cái tinh thần của mọi người thôi. Nếu chúng ta có sự so sánh đó, thì có lẽ là nó phân biệt ra ngày này của mẹ, ngày kia của cha, thì nó dành một cái điều đặc biệt, coi như là dồn hết cho cha, dồn hết cho mẹ trong một ngày đó. Chứ còn nếu như làm một cùng ngày thì chúng ta thường chúng ta chỉ làm nó mang tính tức là có cái chung chung mà nó không có đặc biệt. Con nghĩ rằng cái người châu Âu họ, cái người Tây Phương họ suy nghĩ một cái ngày đó thì nó cũng có một cái lý sự, tức là đó hầu như một ngày đó dành riêng, mà nó có một cái sự khu biệt như vậy. Còn đối với cái tinh thần Phật pháp, tinh thần mà hiếu đạo của người phương Đông của chúng ta, tưởng nhớ đến người cha người mẹ thì người ta nghĩ tới cái báo hiếu để trả lại những gì mà nhớ đến những gì mà cha mẹ mình đã hy sinh, đã kiến tạo chúng ta vào đời. Nhưng cái người Tây Phương thì người ta nghĩ ngày hôm nay người ta làm vui cho người cha người mẹ của người ta bằng một ngày để tất cả tưởng nhớ.
nó cũng là một điều hay chứ. Có như là những ai còn cha còn mẹ thì hãy nhớ về cha mẹ. Có một ngày vui khi mà tất cả những người con tự nhớ về. Còn cái mà chúng ta báo hiếu thì chúng ta hình như là khi đã chết rồi phải báo hiếu nhiều. Khi mà biết bao đêm trong đèn khuya lễ tổ ô kiếp sự cứ phải ăn năn. Thì ngày hôm nay, bây giờ người ta cũng biết rồi. Thì Việt Nam cũng vậy, hôm nay là ngày 8 tháng 5 này là ngày của mẹ. Thì Việt Nam cũng có một số người ta cũng tặng cho mẹ người ta. Nhưng kính thưa quý vị, cũng như đây là một chuyện báo hiếu, mà cái mừng của mình cũng là báo hiếu đến cha đến mẹ. Có đôi khi tất cả chúng ta có tự nhớ khi mà ngày sinh nhật của mình là ngày vui của mình, nhưng chúng ta có nhớ đến cha mẹ không? Chứ sẽ thật ngày mà gọi là ngày chúng ta chào đời để đón cái vui, thì ngày đó cha mẹ đau khổ nhất, mang nặng đẻ đau, đẻ con ra đó cha mẹ đau đớn vô cùng về thân xác, thì chúng ta suy nghĩ như thế nào? Dạ, thì ở đây chúng ta thấy phải nói rằng là mỗi con người nó đều có một cái sự định vị, chẳng qua là một sự định đặt thôi của tinh thần theo cái phương hướng của phương Đông hay là của phương Tây. Nhưng đều mà rồi tinh thần Phật pháp thì ngày nào cũng là ngày báo hiếu, ngày nào cũng là ngày của mẹ, ngày nào cũng là ngày của cha, ngày nào cũng là ngày cần phải được báo hiếu, bởi vì chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm đó cung dưỡng phụng sự cha phụng sự mẹ, đó là ê tăng măng ca lô mốt tăng măng, là sự cúng dường, là của cái sự tưởng nhớ đến cao cả và tốt đẹp. Thì chúng ta thấy hỏi gì chứ bây giờ là một ngày riêng hay là một ngày chung mà nó đều hay đều tốt, thì mỗi cái nó cũng có một cái hay riêng, cái đặc biệt riêng. Là một ngày chung như vậy thì cũng nhớ đến cha đến mẹ một cách chung, rồi làm ra riêng như vậy thì để riêng cho cha riêng cho mẹ, và cái thiên hướng thì nó khác nhau xa. Có thể nói cái thiên hướng của người phương Đông mình một ngày báo hiếu đến cha mẹ đó, ai mà tặng một cái chẳng hạn như cái ngày Vu Lan mà có ai biết mang một cái bông hồng màu đỏ đến tặng mẹ tặng cha đâu, mà chấp nhận cài lên mình cái hoa hồng trắng theo cái hoa hồng của ngày hôm nay mà cài hoa hồng á, yeah. Cài hoa hồng thì bây giờ chúng ta suy nghĩ như thế nào? Đó là thật. Bây giờ quý vị có đi qua bên nước ngoài cũng như đó. Bây giờ ngày của cha của ngày mà ngày 8 tháng 5 này mà quý vị gọi là tặng cho cha cho mẹ, thì nếu ở đó mà chúng ta tất cả những người phương Tây người ta làm thì chúng ta mới làm, chứ còn nếu ở trong cộng đồng Việt Nam thì như cái này nó cũng hạn hữu. Kinh Bạch Hòa Thượng thì con nghĩ rằng nó cũng hạn hữu. Có một số gia đình làm, có số gia đình cũng như chưa hề quen nhau cái ngày này. Thì phải nói theo một cái nếp suy nghĩ, theo một cái đường ranh tâm tư của chính họ thôi, chứ chúng ta cũng không biết mà nói như thế nào mà cho nó vừa, như thế nào cho nó đúng đây. Cho nên vì vậy, nếu như một người mà có một cái hiểu biết, một người mà có một cái trưởng thành hơn, thì khi nào chúng ta làm được việc lành việc phước thì chúng ta làm, cũng như là dỗ quải cũng như đó, năm có cho cha mẹ có ngày cũng dỗ, tạm gọi là cúng rồi mà cho ăn đi thì ăn có ngày, tưởng nhớ có ngày thì thôi cũng còn tưởng nhớ. Mà một ngày như vậy quy tập anh em về, vân tập về, tất cả những anh chị em về một cái ngày đó để tưởng nhớ đến cha hay đến mẹ đó, mà chúng ta cúng quải đó, thực sự thật ra thì ngày hẹn hò để có mặt rồi
họ cũng chung vui. Dạ. Cho nên phải nói là kỷ niệm mà của cha ngày của cha của mẹ, của phương Tây hay là của phương Đông, thì con cũng nghĩ rằng là mỗi một cái chung của cha mẹ thì nó cũng có một cái điểm hay, một cái điểm mà dành riêng cho cha cho mẹ thì nó cũng có cái điểm hay riêng. Thì đó chính là sự suy nghĩ của con là như vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc từ kinh Công Tịnh Hòa Thượng, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú kính trình thưa tòa tùy quyền. Thưa Phật tử, như chúng tôi có nói khi nãy, và có lẽ là nó cũng trùng hợp với ý kiến của thưa tòa tùy quyền, đó là văn hóa. Và khi chúng ta nói đến văn hóa thì tuy nhiên cũng theo nói thế thì chúng ta ban đầu thì chúng ta sang bên Mỹ thì cảm nhận như là người Tây phương họ cái cách biểu đạt cái tình thương cha mẹ nó có vẻ như nó bộc lộ nó rõ ràng hơn. Thí dụ như người con hay nói với cha mẹ là I love you, con yêu cha, con thương cha, con thương mẹ. Nhưng mà nếu mà mình ở cho lâu mình cũng hẳn là cái người họ nói như vậy mà trong lòng họ như vậy, có khi cái lời nói đại bôi nói cho có nói thôi. Và cũng có nhiều người Tây phương họ nghĩ rằng tới ngày Mardi Gras, ngày Phát Tư Đê thì mình cái thiệp hay là dẫn cha mẹ đi ăn bữa về là đủ. Thì nhiều khi mình nhìn thấy nó vẻ cũng vẻ bàng lắm, nuôi con cho nhiều mà để cho ngày Phát Tư Đê, Mardi Gras nó dẫn đi, nó cảm ơn như người bạn thôi. Trong lúc đó có thể là nó sống rất là ích kỷ. Chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện chính đó là thương cha thương mẹ. Ở phương Đông của chúng ta thì tương đối là ít hỗn hào hơn với cha mẹ. Con cái cũng tương đối là có lo lắng cha mẹ, nhất là về già. Chúng ta đừng phân biệt nhiều phương Đông phương Tây. Cái trào lưu nó đang đi tới, thưa quý vị. Trào lưu đang đi tới là cái xã hội chúng ta càng ngày thì con người sống càng bận rộn nhiều hơn. Ít có thì giờ hơn cho cha cho mẹ, mà chúng ta bận rộn nhiều với con cái. Không phải là chúng ta so bì, nhưng phải nói một điều là như ở bên Mỹ có con thì rất là nặng lòng, phải đưa đón nó đi học, phải lo nó cái này lo cái kia. Nhưng mà cha mẹ thì nhiều khi là chúng ta lại không có thấy là quan tâm nhiều. Có nhiều gia đình thậm chí là đem cha mẹ qua để giữ con cho mình, cực khổ, cha mẹ cực khổ cho mình rồi nuôi mình lớn, cha mẹ cực khổ nuôi cháu, nuôi con cái. Và cái mà rất là đáng buồn đó là khi cha mẹ mất thì thông thường là người ta nặng về vấn đề làm cái tấm tang cho nó long trọng để giữ mặt mũi thể diện bạn bè, nhưng người ta ít có khi là phước. Cái này chúng ta thấy nhiều lắm. Chúng tôi đôi khi đám tang cũng nhân dịp đó cũng nhắc quý Phật tử là người ta có thể bỏ rất nhiều tiền để mua một cái quan tài rất là mắc, người rất mắc, nhưng người ta không chịu. Là phước ở đây phải là chỉ cúng chùa mới làm phước. Ngay cả mình làm cái gì đó mà mình cho một người vô gia cư, hay mình tu một ngày Bát Quan Trai Giới, hay là mình làm cái gì đó mà để hồi hướng cho cha mẹ, thì đôi khi chúng ta có vẻ như là chúng ta cũng hờ hững với chuyện đó. Nói chung thưa quý vị, càng ngày đó thì do cái sự bận rộn của đời sống, sự tiêm nhiễm cái văn hóa hưởng thụ của Tây phương, chúng ta có vẻ ích kỷ hơn. Nhất là con người chúng ta ít có khi mà muốn dành thì giờ hơn để lo cho cha, lo cho mẹ, để lo lắng thực sự.
Nói vậy thôi chứ thật ra thì cũng còn có một số người Việt Nam không nhỏ, số cũng còn nhiều đó, là cũng lo cho cha mẹ cũng nhiều, có chứ không phải không có. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng cái khuynh hướng càng ngày đó thì chúng ta có vẻ thờ ơ hơn đối với cha mẹ rất nhiều. Nên nhân ngày Hiền Mẫu có lẽ là một điều có ý nghĩa là chúng ta hãy cùng nhau nhắc nhở lấy chính mình là trong cái bận rộn, ở trong cái chất vật về tiền bạc và sự ít ỏi về thời gian, chúng ta cũng nên đặt câu hỏi rằng mình có thật sự ưu tiên thì giờ cho mẹ của mình hay không, cho cha mình hay không? Đó là một câu hỏi. Và nếu cha mẹ là cái ưu tiên thứ tư, thứ năm là ưu tiên thấp, và cái ưu tiên hàng đầu mình là cái gì, và thử so sánh có hai điều đó, có chúng ta có một cái đánh giá có đúng hay không. Để kết thúc điều này thì chúng tôi muốn nói một điểm mà ở trong kinh điển mà bước nhớ Thưa Phương Đạo Tràng, chúng con đã không còn nghe tín hiệu âm thanh của Hòa Thượng Nhật Đản. Dạ vâng, chúng con kính cung thỉnh Ngài. Dạ, xin hỏi quý vị. Thưa quý vị, nói tóm lại là chúng ta hãy cùng nhau nhắc nhở chính mình rằng cha mẹ quả thực là cái rùng phước. Thời đại của chúng ta ngày hôm nay thì càng lúc chúng ta càng eo hẹp thì giờ, càng khó khăn về tiền bạc, và kèm theo đó là chúng ta ít có quan tâm đến cha mẹ. Chúng tôi có nhìn thấy một hình ảnh này cũng rất là đau lòng. Đó là một người con ít khi mua cái gì tặng cha mẹ, nhưng mà khi nuôi con chó đó, thì nuôi rất là kỹ, tốn rất là nhiều tiền. Thấy cách họ chăm sóc con chó đó, thì thưa quý vị, chúng tôi phải nói một điều rằng nếu vị đó có học Phật Pháp, có hiểu Phật Pháp, thì các vị sẽ thay nói mà thời bây giờ nó có những hình ảnh rất là ngược đời. Cha mẹ thì mình ít khi quan tâm, thế mà con chó mình nuôi trong nhà thì mình quan tâm rất là nhiều. Nhưng ngày Hiền Mẫu, chúng ta hãy cùng nhau nhắc nhở lẫn nhau rằng rất là hữu duyên hữu phước để chúng ta có được cha mẹ ở đời. Rất hữu duyên hữu phước chúng ta có được sự soi sáng bởi Đức Phật. Rất hữu duyên hữu phước nếu chúng ta có thể đảnh lễ cúng dường cha mẹ. Và chúng tôi xin được cầu chúc cho tất cả chúng ta có được một ngày Hiền Mẫu rất là ý nghĩa
Và xin chúng ta hãy đem tâm tự nghĩ đến các đấng sanh thành, dù là hiện tiền hay quá vãng, trong ngày hiền mẫu này. Chúng ta xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Thiên Chư Tôn Đức. Và thân chào vị môn thắng pháp toát yếu và vị giảng sư là Hòa Thượng Thời Siêu. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nam Mô Bích Thầy. Dạ, sa tu lên đây chúng con thành kính chư ơn Hòa Thượng Chánh Đạo. Sa tu lên đây con Metta Banya thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hung tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức là lành, kết trước lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng hiện thường hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa thư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Nhất. Kim chi phu sa la ka ma ka pa pa ge ri ya ma ma ka ye na va cha ma na sa di da se su ka tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka tang bu ya pa lang ma ya sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ka tang su ri tang ye nang bu ya pa lang ma ya ye ya ta ta na cha nan ti de va.